Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo số ra hôm nay ngày 21 tháng 1 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, với nhan đề Xuân quê hương ấm lòng người xa xứ, báo Quân đội Nhân dân cho biết, ngày 20 tháng 1 tại thành phố mang tên Bác đã diễn ra chương trình Xuân quê hương 2017 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng tổ chức dành cho người Việt Nam ở nước ngoài về quê hương đón Tết cổ truyền. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự và chung vui đón Tết cổ truyền Đinh Dậu cùng bà con. Bài báo cho biết đã thành thông lệ nhiều năm qua, mỗi khi đất nước vào xuân, đón Tết, bà con kiều bào khắp nơi trên thế giới đều một lòng hướng về quê cha đất tổ. Năm nay, với nhiều hoạt động đậm đà bản sắc dân tộc được tổ chức trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương, đã thực sự làm ấm lòng những người con xa xứ. Qua đó góp phần xây dựng niềm tin, ước nguyện chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Sẵn sàng phương án khám chữa bệnh những ngày Tết là thông tin nổi bật có trên báo Nhân dân số ra hôm nay. Theo bài báo, đến thời điểm này các cơ sở khám chữa bệnh đã hoàn thành công tác chuẩn bị phương án khám chữa bệnh, cấp cứu với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, máu để người bệnh được cấp cứu, tiếp đón, điều trị kịp thời, nhất là trong những ngày Tết. Để làm tốt công tác cấp cứu cũng như khám chữa bệnh cho người dân trong những ngày Tết, Bộ Y tế cho biết sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị và thực hiện thường trực tại các bệnh viện, viện có giường bệnh và bệnh viện ở các địa phương dịp Tết. Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện tổ chức trực đầy đủ theo 4 cấp, gồm trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính, hậu cần và trực bảo vệ, tự vệ. Chủ động đối phó với tình hình dịch bệnh có thể xảy ra trong dịp Tết, nhất là dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm và dịch cúm A H1N1, H5N1, dịch chân tay miệng, sốt xuất huyết. Với nhan đề vị thế và cơ đồ, báo Vĩnh Phúc cuối tuần cho biết, sau 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh ta đã mở nút thắt, đưa lịch sử tỉnh nhà sang trang mới, tạo nên vị thế và cơ đồ chưa từng có, báo Vĩnh Phúc nhận định. Sau 20 năm tái lập tỉnh, sự phát triển về mọi mặt của Vĩnh Phúc đã được ghi nhận với những con số khá ấn tượng, như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 15%, thu ngân sách tăng 280 lần, hộ nghèo giảm 3,89%, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 33 lần. Tết Đinh Dậu đang cận kề, Vĩnh Phúc đang vươn tỏa niềm tự hào về một cơ đồ vững chãi, về những mùa xuân bất tận trên quê hương Vĩnh Phúc thân yêu. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức là thông tin quốc tế nổi bật có trên báo Quân đội Nhân dân. Theo bài báo, trưa ngày 20 tháng 1 theo giờ Mỹ, tại tòa nhà Quốc hội Mỹ, ông Donald Trump chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 45 của nước Mỹ được truyền hình trực tiếp trên tất cả các đài truyền hình lớn của Mỹ. Buổi lễ cũng được phát trực tuyến trên trang web của Nhà Trắng. Ban tổ chức sự kiện ước tính có khoảng 900.000 người đổ về thủ đô Washington để chứng kiến lễ nhậm chức của tân tổng thống cùng các hoạt động liên quan khác. Điều được trông đợi nhất sau lễ nhậm chức đó là tân chủ nhân Nhà Trắng sẽ bắt đầu thực hiện những cam kết tranh cử của mình như thế nào. Theo giới quan sát, ông Trump đã sẵn sàng thực thi vai trò hành pháp ngay trong ngày làm việc đầu tiên liên quan đến cấm người di cư hay xây bức tường biên giới với Mexico. Một thành viên trong nhóm phụ trách tiếp quản quyền lực của ông Donald Trump, các cố vấn của ông Donald Trump đã rà soát hơn 200 sắc lệnh hành pháp để ông xem xét và ký, trong đó bao gồm các vấn đề như y tế, chính sách về khí hậu, nhập cư, năng lượng và nhiều vấn đề khác. Ngày 20 tháng 1, chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, một tháng sau khi Quốc hội nước này phê chuẩn TPP và thông qua đạo luật liên quan. Các động thái này đồng nghĩa với việc Nhật Bản đã hoàn tất các thủ tục trong nước cần thiết trong tiến trình thông qua hiệp định. Bộ trưởng phụ trách TPP của Nhật Bản Ishihara cho biết Nhật Bản sẽ quyết tâm xây dựng một nền tảng chung nhằm củng cố thỏa thuận thương mại tự do này. Báo Nhân dân nhận định TPP được 12 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam ký kết hồi tháng 2 năm 2016 sau hơn 5 năm đàm phán. Thỏa thuận này hiện đang ở trong giai đoạn 2 năm chờ quốc hội các nước thành viên phê chuẩn. Nếu có hiệu lực, hiệp định này sẽ giúp xóa bỏ hàng nghìn rào cản thuế quan và bảo đảm tốt hơn các quyền của người lao động tại các quốc gia tham gia. Mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.